Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay cô lại tiếp tục đồng hành cùng với các em học toán 3 tuần 25. Đầu tiên đến với phần A, kiến thức trọng tâm. Ta có phần 1 nhỏ, những kiến thức đã học là tính chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật sẽ bằng chiều dài cộng chiều rộng tất cả nhân cho 2 và viết và tính giá trị biểu thức. Các em áp dụng những kiến thức tuần trước và kiến thức tuần này để ôn tập, làm bài tập. Phần 2 nhỏ, bài toán liên quan đến rút về đơn vị. Hai phép tính chia và nhân. Bước 1, tìm giá trị của một nhóm. Bước 2, ta tìm giá trị của các nhóm theo yêu cầu. Ví dụ như có 35 lít mật ong chia đều vào 5 chai. Hỏi, 3 chai có bao nhiêu lít mật ong? Vậy ta có lời giải là số lít mật ong của mỗi chai là, ta lấy 35 lít mật ong chia cho 5 sẽ được 7 lít. Sau đó ta tìm 3 chai đựng số lít mật ong là, ta lấy 3 nhân cho 7 bằng 21 lít. Đáp số 21 lít. Phần 3 nhỏ, nhận biết tiền Việt Nam. Chúng ta sẽ ghi nhớ các loại tiền giấy và đồng xu có mệnh giá từ 100 đồng đến 10.000 đồng. Sau đó, ta sẽ biết chuyển đổi tiền. Ví dụ, một tờ 2.000 đồng thì bằng 2 tờ 1.000 đồng. Chúng ta không những thế còn biết cộng nè, trừ các số với đơn vị là đồng. Ví dụ, 2.000 đồng cộng cho 5.000 đồng sẽ bằng 7.000 đồng. 4 nhỏ, xem đồng hồ chính xác đến từng phút, dạng mặt đồng hồ có chữ La Mã. Phần B, bài tập. Một La Mã, phần trắc nghiệm. Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1, kết quả của phép tính sau là 2.000 đồng cộng cho 7.000 đồng sẽ bằng 9.000 đồng. Ta chọn câu 1D. Câu 2, mặt đồng hồ ghi số La Mã có kim ngắn chỉ số X, kim dài chỉ số 1, kim dài chỉ số Y. Vậy đồng hồ chỉ kim ngắn chỉ số X có nghĩa là kim giờ chỉ số X là số 10. Ta sẽ loại câu B và C. Sau đó ta đọc tiếp kim dài chỉ số Y, kim dài là kim phút, Y ở đây là 5 phút. Vậy ta kết hợp kim ngắn chỉ số X là 10 giờ với kim dài chỉ số Y là 5 phút. Vậy ta chọn được đáp án là câu 2D. Câu 3, giá trị của biểu thức 942 nhân 4 cộng cho 4.356 chia 3. Vậy ta sẽ thực hiện phép tính. Nhân, sau đó thực hiện phép tính, chia, rồi lấy tổng của hai đáp án vừa ra, sẽ cho ra được kết quả là, chúng ta cùng thực hiện phép tính với cô nào. 942 nhân 4 4 nhân 2 bằng 8 viết 8. 4 nhân 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 4 nhân 9 bằng 36 thêm 1 là 37. Vậy ta có được 3.768 cộng cho 4.356 chia 3. 4.356 chia 3 được 4, chia 3 được 1 viết 1. 1 x 3 bằng 3, 4 trừ 3 được 1, hạ 3, 13 chia 3 được 4 viết 4, 4 x 3 bằng 12, 13 trừ 12 bằng 1, hạ 5, 15 chia 3 được 5 viết 5, 5 x 3 bằng 15, 15 trừ 15 bằng
bằng 0 hạ 6. 6 chia 3 được 2 viết 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Vậy ta cộng hai kết quả này lại với nhau sẽ cho ra được đáp án là 5220. Câu 4, có 96 quả cam chia vào 4 thùng. Vậy hai thùng có số quả cam là, vậy đầu tiên chúng ta sẽ tính số cam chia vào 4 thùng. Vậy mỗi thùng có số quả cam là, ta lấy 96 chia cho 4 bằng 96 chia 4 được 24 quả cam. Vậy hai thùng có số quả cam là, ta lấy một thùng là 24 quả nhân cho hai thùng sẽ bằng 48 quả. Vậy ta chọn đáp án là 4A. Câu 5, mẹ mua cho Nam một cái bút chì giá 2.000 đồng, một cái thước kẻ giá 5.000 đồng, một viên tẩy bằng với giá của bút chì. Vậy mẹ phải trả cho cô bán hàng số tiền là, ta thấy rằng một viên tẩy bằng với giá của bút chì, vậy viên tẩy này có giá là 2.000 đồng. 2.000 đồng. Đề bài hỏi rằng ta thấy rằng đề bài hỏi là mẹ phải trả cho cô bán hàng số tiền là sẽ bằng tổng của tất cả món hàng. Ta lấy 2.000 đồng là giá bút chì. Cộng cho 5.000 đồng. Cộng cho 2.000 đồng là giá một viên tẩy. Sẽ bằng 9.000 đồng. Vậy ta chọn đáp án là câu B. Câu 6, một mảnh vườn chữ nhật có chiều dài 1.500 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Chu vi của mảnh vườn đó là, vậy ta sẽ tìm được chiều rộng của mảnh vuông chữ nhật này sẽ bằng 1/3 chiều dài. Ta lấy chiều dài chia cho 3 sẽ được chiều rộng của mảnh vuông là, chiều rộng của mảnh vuông chữ nhật là, lấy 1.500 m chia cho 3 sẽ bằng 500 m. Sau đó chúng ta sẽ tìm chu vi của mảnh vườn. Chu vi của mảnh vườn chữ nhật sẽ bằng tổng của chiều dài cộng cho chiều rộng nhân cho 2. Chiều dài ở đây là 1.500 cộng chiều rộng là 500. Sau đó ta nhân cho 2 sẽ bằng 1.500 cộng cho 500 bằng 2.000. 2.000 nhân 2 bằng 4.000 m.
4.000 mét chúng ta đổi ra km là 4 km, cho nên ta sẽ chọn đáp án câu C. Phần 2 La Mã, đồng hồ chỉ mấy giờ? Phần 2 La Mã, phần tự luận, bài 1, đồng hồ chỉ mấy giờ? Học sinh viết giờ vào buổi sáng, buổi chiều hoặc buổi tối và giờ kém. Ta thấy rằng ở đồng hồ thứ nhất, kim ngắn chỉ vào giữa số 3 và số 4, kim dài chỉ vào ô thứ hai của số 11. Vậy ta có được giờ là 3 giờ 56 phút. Hả? Và buổi chiều thì ta gọi đây là 15 giờ 56 phút. Cách gọi khác của giờ kém là 4 giờ kém 4 phút. Ở đồng hồ hình B, ta thấy kim ngắn chỉ vào giữa số 9 và số 10, kim dài chỉ vào giữa số 6 và số 7. Nhưng khi nhìn kỹ vào, ta thấy nằm ở dấu gạch đầu dòng nhỏ của số 6 là 1, 2, 3. Vậy là chúng ta có được là 32 phút. Ta thấy rằng ở hình B, đồng hồ này có kim ngắn chỉ vào giữa số 9 và số 10, kim dài chỉ vào gạch thứ hai của số 6 về phía tay phải. Vậy ta có giờ là 9 giờ 32 phút. Hoặc buổi chiều chúng ta có thể gọi là 21 giờ 32 phút. Hoặc gọi bằng giờ kém chính là 10 giờ kém 28 phút. Ở đồng hồ hình C, ta thấy kim ngắn chỉ vào giữa số 7 và số 8, kim dài chỉ đúng ngay số 9. Ở đây đó chính là 45 phút, còn kim ngắn chỉ vào số 7. Vậy ta có 7 giờ 45 phút. Gọi giờ chiều thì gọi là 19 giờ 45 phút. Giờ kém chúng ta gọi là 20 giờ kém 15 phút. Bài 2, điền số tiền thích hợp vào chỗ trống. Ta có tiền tiết kiệm của Hà là 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng. Và ở cột ở đây đó chính là số lượng tiền mà và đây chính là số lượng tờ mà Hà có. Vậy thì tổng tiền Hà có, ta sẽ lấy số tờ nhân cho số tiền, sau đó cộng tất cả lại với nhau trừ cho số tiền Hà sử dụng sẽ ra được số tiền còn lại. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ tính tổng tiền Hà có ở hàng thứ nhất là ta có cái tính 1 nhân 200 đồng cộng cho 2 nhân 500 đồng cộng cho 1 nhân với 1.000 đồng cộng cho 0 nhân với 2.000 đồng
cộng 1 nhân 5.000 đồng sẽ bằng 1 nhân 200 đồng bằng 200 đồng cộng với 2 nhân 500 đồng bằng 1.000 đồng cộng cho 1 nhân 1.000 đồng thì vẫn là 1.000 đồng. 1.000 đồng cộng cho 0 nhân với 2.000, số 0 khi nhân với bất kỳ số nào cũng cho kết quả là 0. Cộng 1 nhân với 5.000 đồng bằng 5.000 đồng. Vậy ta có đáp án là 200 đồng cộng 1.000 đồng bằng 1.200 đồng cộng cho 1.000 đồng bằng 2.200 đồng cộng cho 0 sẽ bằng 2.200 đồng cộng cho 5.000 đồng sẽ bằng 7.200 đồng. Nghìn 200 đồng mà trừ đi 5.000 đồng do Hà mua bút thì còn lại là ta lấy 7.200 đồng trừ cho 5.000 đồng sẽ bằng 2.200 đồng, ta điền vào là 2.200 đồng. Tương tự như hàng thứ hai, chúng ta sẽ tính ra được kết quả là 9.700 đồng. Lấy 9.700 đồng trừ cho 9.000 đồng được 700 đồng. Hàng thứ ba chúng ta sẽ tính được là 8.900 đồng. Lấy 8.900 đồng trừ cho 4.000 đồng là 4.900 đồng. Bài 3, điền số thích hợp vào chỗ trống. Ở cột thời gian chúng ta có được là máy dệt với công suất là 1 ngày thì sẽ cho ra được 27 sản phẩm. Vậy 4 ngày sẽ cho ra được bao nhiêu sản phẩm? Chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân, lấy 27 nhân cho 4 thì bằng 4 x 7 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 4 x 2 là 8, thêm 2 là 10, là đáp án 108 sản phẩm. Vậy với 9 ngày thì cho ra được 27 nhân cho 9 bằng 243 sản phẩm. Câu B, thời gian là quãng đường. Vậy trong 1 giờ đi được 12 km. Vậy trong 3 giờ chúng ta đi được bao nhiêu km? Ta lấy quãng đường trong 1 giờ đi được là 12 km nhân lên 3 sẽ bằng 36 km. Tương tự như 10 giờ, vậy trong 10 giờ đi được 120 km. Câu C, số trứng là 6, 4, 5 quả. Số tiền là 6 quả thì 9.600 đồng. Vậy thì 1 quả có số tiền là 6 quả chia cho 6 sẽ ra được giá tiền của 1 quả. Ta lấy 9.600 chia 6 để bằng 9 chia 6 được 1, viết 1, 1 x 6 bằng 6, 9 trừ 6 bằng 3, hạ 6, 36 chia 6 được 6, 6 x 6 bằng 36, 36 trừ 36 bằng 0, hạ 2 số 0 xuống, ta có được đáp án là 1.600 đồng. Vậy 1 quả có giá là
1.600 đồng. Vậy 4 quả có giá là? Ta lấy giá tiền của một quả nhân cho 4 để bằng 6.400 đồng. Vậy giá tiền của 5 quả là? Lấy giá trị của một quả nhân 5 bằng 8.000 đồng. Ta sẽ điền hai đáp án này vào ô trống. Đáp án là 6.400 đồng và 8.000 đồng. Bài 4. Lần 1 An mua 9 cái kẹo hết 7.200 đồng. Câu A, lần 2 An mua 3 cái kẹo hết bao nhiêu tiền? Câu B, cả 2 lần An mua kẹo hết bao nhiêu tiền? Vậy thì để tính được câu A, chúng ta đầu tiên sẽ viết lời giải là An mua 1 cái kẹo hết số tiền là. Ta lấy giá trị của 9 cái kẹo là 7.200 đồng chia cho 9 để bằng 800 đồng. Sau đó ta viết lời giải là lần 2 An mua 3 cái kẹo hết số tiền là. Ta lấy số tiền của một cái kẹo là 800 đồng nhân lên 3 cái kẹo là bằng 2.400 đồng. Câu B, cả 2 lần An mua hết số, An mua hết số tiền là. Ta lấy số tiền An mua lần thứ nhất là 7.200 đồng cộng cho số tiền An mua lần thứ hai là 2.400 đồng sẽ được 9.600 đồng. Đáp số câu A 2.400 đồng. Câu B 9.600 đồng. Bài 5. Uyển đổi một tờ giấy bạc 10.000 đồng để lấy 3 loại giấy bạc loại 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng. Vậy Uyển nhận được câu A. Uyển sẽ nhận được 3 tờ đồng 1.000. Một nghìn đồng và một tờ 2.000 đồng và một tờ 5.000 đồng. Ta thấy rằng 3 tờ đồng 1.000 sẽ là 3.000 đồng cộng cho 2.000 đồng bằng 5.000 đồng. 5.000 đồng cộng 5.000 đồng bằng 10.000 đồng. Nó bằng với tờ giấy bạc mà lúc đầu Uyển có. Vậy ta sẽ điền lần lượt bao trống là 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng. Tiếp theo tương tự như câu B là hoặc một tờ 1.000 đồng, hai tờ 2.000 đồng và một tờ 5.000 đồng. Ta thấy rằng một tờ 1.000 đồng
là ta có 1.000 cộng với 2 tờ 2.000 đồng là 4.000 đồng. Cộng với 1.000 đồng là 5.000 đồng. Cộng cho 5.000 đồng là 10.000 đồng. Vậy đây vẫn ra được đáp án là 10.000 đồng như tờ giấy bạc ban đầu Uyển có. Vậy thì cô với các em đã cùng nhau làm xong phần bài tập của tuần 24 toán 3. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau nhé.